có một cô gái khóc nức nở bên bờ suối bục hiện lên và hỏi tại sao con khóc cô gái trả lời con vừa bị người ta hại bục bèn ôm cô gái vào lòng và bảo thế này ư không phải còn hơn thế bục liền hôn vào má cô gái và bảo thế này ư không phải còn hơn thế bục bèn còn hơn thế Xong rồi bục hỏi, thế này ư? Cô gái đáp, còn hơn thế, vì thằng kia bị ép. Thôi, bỏ mẹ bục rồi. Nó méo nói sớm. Thế rồi một thời gian sau, bục chết đi. Nơi bục chết, mọc lên một loài hoa, gọi đó là hoa dầm bục. Bé vô và đi học lớp 1. Hôm nay cô giáo dạy vẽ và kêu mỗi bé hãy tự vẽ một bông hồng theo cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình và vô va nắng nót vẽ để nộp bài cho cô giáo như các bạn. Cô giáo say sưa chấm bài, hết bài này đến bài khác. Bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô kêu tên vô va lên và cô hỏi. Cô thật bất ngờ trước bức tranh bông hồng của con. Hãy nói cho cô biết đã bao giờ cô dạy con vẽ bông hồng có chân không? Vô vàng ngày thơ mắt ngấn lệ. Thưa cô, vì tối qua con nghe ba con nói với mẹ con rằng bông hồng bé nhỏ của anh ơi, hãy, hãy, hãy gian chân ra đi. <laughs> anh A à, thở dài. Có đôi lúc, tớ cũng không biết tớ có phải là con người không nữa. Anh B hỏi, tại sao vậy? Anh à lúc này mới trả lời Lúc tớ cười Thì nhỏ hàng xóm bảo tớ như đùi ưi Lúc tớ không hiểu bài Thì anh tớ bảo Ngu như heo Và những lúc tớ quên tắm Thì em gái tớ bảo tớ Hồi như con cú <laughs> Nửa đêm có tiếng đập cửa Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa Liền bị mấy hộn súng đen xì Dí vào đầu Các ông cần gì ạ? À? vàng bao nhiêu một trăm ký một trăm lẻ năm ký được không quá tốt cục vàng yêu quý của anh dậy đi có người đến đón em đi này <laughs> Tào Tháo Lưu Bị và tôn quyền họp hội nghị Truy Ba vua nhà Hán chủ trì vua Hán cho các cung nữ cởi trần bôi nhỏ nồi vào ngực bắt múa đại tướng cuối cùng chọn ba cô đẹp nhất cho ngồi cạnh ba vị tàu lưu tôn bỗng đèn đuốc tắt hết hồi lâu đèn nến mới sáng lên thì thấy tay tôn quyền nhỏ đèn nhẽm mũi lưu bị của mì đen vô hán nghĩ bụng tôn quyền khô khoắn cả cung nữ của ta thế nào nó cũng lấy đất ngô lưu bị ngửi cả cung nữ của ta thế nào nó cũng lấy ba thục chỉ có tào tháo là trung thành với ta vua hán bèn khen tàu trung nghĩa nhất tào tháo khoái quá cười nhe răng và le lưỡi đen thui <laughs> bắn cung cùng người mẫu bikini bắn cho trúng chỗ mới tài nếu bắn ra ngoài kỹ thuật còn non đó là câu khẩu hiệu đặc biệt của một cuộc thi đặc biệt ấy là cuộc thi bắn cung toàn thế giới sau một thời gian qua nhiều vòng loại có ba thí sinh lọt vào vòng chung kết. Thí sinh thứ nhất đến từ Mỹ. Anh đặt trái táo lên đầu cô người mẫu bikini, cầm cung đi ra xa 50 mét, dương cung bắn một phát, xuyên qua trái táo, khán giả vỗ tay rầm rầm. Anh cười vui vẻ, đặt tay lên ngực nói, I am steam Bass. Khán giả tung hoa rào rào và các cô gái tranh nhau lên ôm hôn anh. Thí sinh thứ hai đến từ Canada. Anh đặt trái chanh lên đầu cô người mẫu bikini. Cầm cung đi ra xa 80 mét. Dương cung bắn một phát, xuyên qua trái chanh ngoạn mục. Khán giả vỗ tay âm âm. Anh đặt tay lên ngực trang trọng nhìn khán giả nói I am Robin Hood. Các cô chen lấn nhau đến ôm hôn anh. Thí sinh thứ ba, tên Lê Văn Tài đến từ Việt Nam. Anh đặt trái dừa lên đầu cô người mẫu bikini, cầm cung, đi ra xa 100 mét. Dương cung bắn một phát, xuyên qua không gian, mũi tên cắm phập xuống đất. Trước mũi chân mỹ nhân, anh chàng đặt tay lên ngực, trang trọng nhìn khán giả, đang sững sờ nói I'm sorry,